Kính chào quý vị đến với chương trình phỏng vấn hồi luận của đài BUNTV 57.3. Kính thưa quý vị, trong mùa lễ Phật đản năm nay, có lẽ là quý vị cũng đã nghe rất là nhiều những cái thông tin và cũng như những chương trình trên màn hình của BUN về một cái đại lễ Phật đản ở rất nhiều chùa chiền ở tại Houston tổ chức. Nhưng mà trong cuối tuần lễ này có một cái chương trình rất đặc biệt, bởi vì là một cái ngôi chùa rất là quen thuộc với chúng ta, không những là vì là ngôi chùa Pháp Luân mà quý vị vẫn biết đến nhiều năm qua, nhưng mà ngôi chùa đây cũng là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và có lẽ là một tiếng nói rất là trực tiếp và một cái tiếng nói cũng rất là thẳng thắn đối với rất là nhiều vấn đề bên ngoài những hiện tình tôn giáo ở tại trong nước cũng như là tại hải ngoại này. Trong mùa lễ Phật đản năm nay thì tại chùa Pháp Luân cũng có một đại lễ Phật đản sẽ được diễn ra vào 10:30 sáng ngày Chủ nhật mùng 9 tây tháng 6 tới đây, với một cái chủ đề cũng rất là đặc biệt. Và trụ trì của ngôi chùa, chúng tôi có hân hạnh được mời Thượng tọa Thích Giác Đẳng cũng như là Hòa thượng Thích Huyền Việt là tổng ủy viên thanh niên của văn phòng hai viện hóa đạo tại thành phố Houston của chúng ta. Thì trước hết thì con kính chào thầy cũng như là con mời thầy có lời chào của quý vị khán giả thưa thầy. Tôi là thầy Việt, trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương, khán giả của đài BUN, tuổi trẻ hải ngoại, kính chào thượng tọa Thích Giác Đẳng. Cái chào của mình. Vâng thưa thầy, thì vừa rồi thì chùa Liên Hoa tổ chức lại lễ Phật đản cũng tưng bừng, cũng tình hình vừa rồi như thế nào thưa thầy? Vâng, thôi thì trước mùa lễ Phật đản thì con mời thầy có một chút cái thông điệp về mùa lễ khánh đản năm nay với cái thông điệp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có gì đặc biệt mời thầy cùng gửi đến quý vị khán giả. Cảm ơn Quốc Bình, Thượng tọa cùng chư vị khán thính giả. Phải nói hàng năm trong những cái mùa đại lễ thì chúng ta thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất luôn luôn được thông điệp, tức là những lời huấn từ của Đức Tăng Thống, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống đã đảo Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Ngài trong thông điệp Ngài đã nói lên thứ nhất là cái sự phát triển về cái nội lực, tức là cái sự tu tập vun bồi cái công đức, cái thiện sự của trên chư tôn đức, tăng ni các cấp cùng có các Phật tử xa gần, để vun bồi cái nội lực, cái công đức của mình, sẵn sàng để dấn thân phục vụ cho dân tộc, cho giáo hội, đặc biệt là luôn luôn cùng gắn bó với tất cả những cái sự nỗ lực khác trong cộng đồng của người Việt của chúng ta trong nước hải ngoại, để đẩy mạnh và là mưu cầu cho một cái nền dân chủ tự do cho dân tộc Việt Nam. Thưa kính Quốc Bình và toàn thể chư vị. Cảm ơn thưa thầy. Cũng bạch thượng tọa thưa thầy, thì đại lễ Phật đản và tại chùa Pháp Luân thì có một cái thông báo có lẽ nhiều người cũng thấy là rất là khác với những cái ngôi chùa khác, không phải là chỉ có một cái đại lễ Phật đản không, mà còn năm nay còn có nhiều cái ý nghĩa, nào là khánh thành vườn Phật cảnh, rồi kỷ niệm 50 năm Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Thì thưa thầy, năm nay thì tại sao chùa có một cái chủ đề gọi là hơi đồ sộ và hơi nhiều những cái mục như vậy thưa thầy? Xin anh Quốc Bình và thưa quý vị khán giả của đài, trước nhất thì chúng tôi xin thưa rằng ngài Hòa thượng Hộ Giác vị chú của chùa Pháp Luân, ngài đã ra đi khoảng 6 tháng rồi. Dạ, thì trong suốt thời gian cư tăng 3 năm của ngài đó, thì một trong những tâm nguyện của chúng tôi là làm sao thực hiện những gì mà ngài đã từng ước muốn lúc sinh thời. Thì một trong những công trình mà trước đây ngài có từng ước muốn để làm đó là một cái vườn Phật cảnh. Vườn Phật cảnh đó là một cái khu vườn, nó mang cái không khí thiền vị và tĩnh mịch. Ở đó người Phật tử có thể có những cái giờ phút trầm lắng để cảm nhận về cuộc đời của Đức Phật. Do vậy sau khi ngài viên tịch rồi thì chúng tôi cũng bận rộn với nhiều thứ, nhất là xây tháp và xây nhà kỷ niệm của ngài. Nhưng mà trước cái lễ tiểu thượng thì đặc biệt là xây dựng một khu vườn Phật cảnh, đó là một cái tổng thể mà ở trong đó gồm có những cái cảnh về đản sinh, khổ hạnh, thành đạo, chuyển pháp luân và biên tịch niết bàn, năm cái cảnh mà được xem như là được đề cập đến nhiều liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Năm nay thì lễ Phật đản là lúc mà chùa khánh thành lễ là cái Phật cảnh, vườn Phật cảnh, và chúng tôi muốn có một cái không khí tương đối khác hàng năm. Anh Quốc Bình và quý vị khán giả biết là thông thường trong những đại lễ đó thì nó mang tính cách náo nhiệt. Và có những cái thủ tục hành chánh, thí dụ như là diễn văn khai mạc, những cái phát biểu cảm tưởng v.v. Thì năm nay chùa sẽ dành trọn thời gian hành lễ đó để làm một việc, đó là tất cả chúng ta sẽ cử hành lễ Phật đản trong không khí trang nghiêm im lặng. Và chúng ta sẽ im lặng để lắng nghe pháp ngữ bằng hai thứ tiếng là Anh và Việt, nói về từng giai đoạn ở trong cuộc đời của Đức Phật. Và sau mỗi một cái pháp ngữ, ví dụ như pháp ngữ về chữ pháp luân hay pháp ngữ niết bàn đó, thì chúng ta sẽ có một đoạn kinh văn được tụng về về cái cho chúng ta biết ít nhiều về cái chi tiết lúc đó cuộc đời của Đức Phật. Và sau cái phần kinh văn được tụng bằng tiếng Việt đó, thì chúng ta sẽ có một thời kinh cầu nguyện bằng Phạn ngữ do chư tăng tụng. Thì như vậy chúng tôi ước chừng rằng trọn khóa lễ khoảng chừng 1 tiếng 30 phút, thì tất cả những người Phật tử chỉ lắng nghe pháp ngữ, tụng kinh, tác phước cúng dường, và đặc biệt là chúng ta suy niệm về cuộc đời của Đức Phật. Tổ chức lễ Phật đản như vậy bởi vì chúng tôi tin rằng ngay cả với một vị tu sĩ sống ở dưới mái chùa 30-40 năm, nhưng mà vào ngày đại lễ mà chúng ta có thể lắng động tâm tư để cảm nhận rằng Đức Phật là ai, Ngài đã ra đời như thế nào, Ngài đã đến và đi như thế nào, và cái gia tài, cái di sản tinh thần Ngài để lại ra sao, thì điều đó là một cái điều mà rất là ý nghĩa và rất là lợi lạc. Do đó anh Quốc Bình, quý vị khán giả của đài sẽ thấy rằng cái chương trình tương đối hơi khác biệt. Vâng. Mỗi năm rất là đặc biệt so với lại những cái chương trình lễ Phật đản năm nay thưa thầy. Nhưng mà không biết là cái đó là một cái không gian ở bên trong ngôi chùa hay là ở ngoài trời thưa thầy? Cảm ơn Quốc Bình câu hỏi đó. Là khởi sự đó thì là một cái lễ mộc dục, chúng ta gọi là lễ tắm Phật đó, ở bên trong chánh điện, nhưng mà ngắn thôi. Và sau đó tất cả chư tăng sẽ rước 4 cái đất động tâm, tức là đất thiên. Những đất này là do chúng tôi đi hành hương với Ấn Độ thỉnh về, thí dụ như đất ở nơi Đức Thế Tôn đản sinh, Ngài thành đạo, chuyển pháp luân, niết bàn. Và đất này sẽ được tôn trí ở tại mỗi cái Phật cảnh tương đương. Ví dụ như đất ở Lâm Tỳ Ni đem về sẽ tôn trí ở chỗ Phật cảnh đản sinh. Thì từ chánh điện ra phía sau cái sau vườn Phật cảnh đó, thì chư tăng và quý Phật tử sẽ đi ở trong sự im lặng, và ở trên tay sẽ cầm một cái đóa hoa, một bó hoa gồm 5 cái nhánh hoa, cũng như là nhang và đèn để cúng dường cho mỗi Phật cảnh. Và trong lúc đi thì lắng nghe pháp ngữ, và đồng thời ở mỗi Phật cảnh thì cúng dường một đóa hoa, rồi trở về hội trường để cử hành lễ kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân. Bởi vì buổi lễ kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Quảng Đức Thiêu Thân là do Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo tổ chức và chỉ định cho chùa Pháp Luân tổ chức năm nay nhân kỷ niệm 50 năm. Thì thưa anh Quốc Bình và quý vị đang theo dõi chương trình, buổi lễ này nó mang tính cách rất là đặc biệt. Và nhân đây thì chúng tôi cũng nói thêm một điểm rằng ở vào cái thời điểm này là một thời điểm đặc biệt, rất là tế nhị. Tế nhị trong cộng đồng của chúng ta, tất cả chúng ta cần đến một cái sức mạnh, sức mạnh của sự đoàn kết, của sự hòa hài. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta nhìn về quá khứ đó thì rất là dễ dàng để người ta có một vài cái sự ngộ nhận là một cái buổi lễ kỷ niệm nói về một vị hòa thượng vị pháp thiêu thân ở trong cái thời kỳ đệ nhất cộng hòa, như vậy nó có sự ảnh hưởng va chạm đến các tôn giáo khác. Nhưng mà ở trên thực tế thì thưa quý vị, chúng ta thấy một điều rằng miền Nam Việt Nam cũng giống như là Nam Hàn, giống như Đài Loan, sau đệ nhị thế chiến thì cũng trải qua ít nhiều những cái giai đoạn của ở những cái chế độ tuy rằng tự do nhưng có chút cũng độc tài, cũng quân phiệt. Thật ra dĩ nhiên nó có những vấn đề thời lúc đó, nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là sự ngọn đuốc của Hòa Thượng Quảng Đức đã thắp lên một cái giai đoạn mới của Phật giáo Việt Nam, đó là người Phật tử Việt Nam đối diện với cái vấn đề hưng vong của đạo pháp đó, dám xả thân, dám hy sinh và hy sinh mạng sống. Cái sự hy sinh mạng sống đó là một ý nghĩa lớn, và điều đó đã ảnh hưởng đến lịch sử Phật giáo đương đại rất là nhiều. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm một vài điều đó ở trong phần sau. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy, thì thầy cũng nhắc đến vấn đề thì chúng tôi cũng nghĩ là cũng hơi là tế nhị. Dạ, vâng. Thì trong cộng đồng chúng ta thì cũng có những cái buổi lễ tưởng niệm truy điệu cựu cố tổng thống Ngô Đình Diệm, và
đó là những nhân vật lịch sử, và cũng như là Hòa Thượng Thích Quảng Đức cũng là một nhân vật lịch sử. Nhưng mà cái điều mà có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người đều nhìn thấy những cái gương của những người đi trước để mà mình vừa cũng học hỏi và mình cũng vừa rút kinh nghiệm. Và cũng như là một điều mà cũng phải thấy rất là khẳng khái là Phật giáo Việt Nam chưa bao giờ là bị khuất phục trước những cái sức mạnh nào cả, và hình như vẫn là một cái ngọn đuốc để mà đến ngày nay vẫn còn nhiều người hay nối liền cái tinh thần của cái sự tự do tôn giáo, cái tinh thần dân tộc và đối với những người Phật tử và những người mà yêu chuộng tự do, thì cái chữ tự do nói chung đó và cái tự do tôn giáo nó vẫn có cái sự liên hệ với nhau đối với những ngày nay và thực hiện ngay bây giờ tại thời điểm bây giờ đó. Thì kính thưa quý vị, thì cũng mới đây thôi thì cô Ý Lan cũng có một cái cuộc phỏng vấn với một cái người mà bên Quốc hội, dân biểu Quốc hội của Anh Quốc, ông Graham Bradley, cũng vừa mới trong một cái chuyến đi của phái đoàn Anh Quốc về Việt Nam, và chính ông khi mà về đó thì cũng có một cái yêu cầu đối với nhà cầm quyền Hà Nội là muốn gặp Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và đương nhiên là bị từ chối. Và họ cũng trong cái hình thức của ngoại giao của họ thì họ nói là về để mà về đến Anh Quốc thì họ sẽ có một cái văn bản lên tiếng đàng hoàng. Nhưng mà đó nó nói lên một cái điều là hiện bây giờ tại đất nước Việt Nam cái tự do tôn giáo vẫn còn đang là một cái trở ngại cho Việt Nam tiến lên, và cũng như là đang là một cái vấn đề quan tâm của người Việt tại hải ngoại nói chung, và đặc biệt đối với lại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, liên hệ đến hai ngôi chùa mà chúng ta cũng biết ở tại Houston này là chùa Pháp Luân và chùa Liên Hoa, là một trong những thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì trong cái quan tâm về tự do tôn giáo đó thì không biết là trong kỳ đặc biệt cái lễ Phật đản năm nay, và với một cái gương bất khuất của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thì thưa Thầy, đối với cái sự tự do tôn giáo trong lần này với cái gương của Thầy Thích Quảng Đức, thì cái thông điệp mà không những là kỷ niệm 50 năm nhưng mà cái thông điệp mà bên giáo hội muốn đưa ra đối với lại toàn thể đồng hương là điều gì? Thưa anh Quốc Bình và thưa quý vị, đối với chúng tôi thì đây là một vấn đề rất là lý thú. Năm 1963 đó là năm mà chúng tôi chào đời. Có thể nói là chúng tôi là những người đến từ cái thế hệ sau. Và khi mình nhìn lại lịch sử đó thì có lẽ chúng ta đều nhớ rằng ở trong lần lịch sử Việt Nam ra có những cái giai đoạn mà chúng ta có những nhân vật ví dụ như là Quang Trung Đại Đế, là một vị vua mà người Việt Nam của chúng ta rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà rồi chúng ta cũng có những danh nhân khác, thí dụ như Võ Tánh hay là Nguyễn Văn Thành hay là Chu Văn Tiếp, thì đó là những công thần của nhà Nguyễn theo phò tá vua Gia Long. Thì không phải là vì những vị này họ chống với vua Gia Long, chống với vua Quang Trung mà bị gạt ra bên ngoài. Mình biết rằng Võ Tánh hay là Chu Văn Tiếp hay Nguyễn Văn Thành đều là những người chống vua Quang Trung, và Quang Trung là một vĩ nhân của đất nước Việt Nam. Thì khi mà chúng ta đọc lại lịch sử đó thì chúng ta thấy như vậy. Điều quan trọng ở trong mỗi giai đoạn lịch sử đó là con người. Và nói theo cái ngôn ngữ của thế gian đó là cái tinh thần quả cảm, và nói theo tinh thần của đạo đó là sự vô ý. Thời nào cũng vậy, mà có những vị mà dám dấn thân, biết quên mình về đại nghĩa thì đều thắp lên cái có thể là một đuốc sáng nhất về cái lương tri của nhân loại. Trường hợp của Thích Quảng Đức là một ví dụ điển hình. Và thưa quý vị, ngày hôm nay khi mà chúng ta đề cập đến một nội dung của buổi hội thảo đó, thì một lần nữa chúng ta nhắc đến những người trẻ ở Việt Nam hôm nay. Những người đó họ không có lớn lên hít thở cái không khí tự do của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Và những người đó họ lớn lên, họ đi học hồi nhỏ, đó là những cháu ngoan Bác Hồ, khăn quàng đỏ, rồi có thể họ vào trường họ là đối tượng đoàn, đối tượng đảng, rồi họ có thể là thậm chí có thể gia nhập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thế nhưng có một điều rằng những người trẻ này với cái sự hiểu biết của họ về khoa kỹ, với sự kiến thức về tinh học, và họ đã nhập cuộc lên đường trở thành những công dân mạng, tức là những người qua cái mạng internet mở ra một cái chân trời mới. Trong chân trời mới này cho phép người ta có thể biểu đạt, có thể nói những gì người ta cần phải nói, mà tương đối là với cái phương tiện nhanh hơn,
rẻ hơn, dễ làm hơn là báo chí. Ở Việt Nam chúng ta có hơn 600 tờ báo, Nhật báo và Nguyệt Sang, nhưng mà không có cái tờ báo nào là cơ quan thông tin của tư nhân hết, tất cả đều nằm ở trong tay nhà nước. Thì quý vị thấy rằng không có một tờ báo nào được hoạt động mà không qua cái cơ chế kiểm soát của nhà nước. Thì tiếng nói của những người blogger quả thật là cho phép chúng ta có được một cái diễn đàn hay là một cái mảnh đất mà qua đó những người làm báo cũng như là những người cất lên tiếng nói vì lương thực đã có thể tìm được một cái phương tiện khả thi ở trong đất nước Việt Nam. Vâng. Cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, thì thầy Thứ Giác Đặng cũng vừa mới nói đến một cái nội dung mà có lẽ là đang đi qua một cái buổi hội thảo mà 5 giờ chiều cùng ngày của Chủ nhật 19 tháng 6 sẽ diễn ra tại Kim Sơn. Thì quý vị thấy là một cái chương trình buổi sáng và buổi trưa đó là một cái chương trình đại lễ Phật Đản, cũng như là lễ khánh thành vườn Phật Cảnh, cũng như là buổi hội thảo, không phải là hội thảo nhưng mà một buổi kỷ tưởng niệm 50 năm Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã vị Pháp thiêu thân, đó là tại khuôn viên của chùa Pháp Luân. Và 5 giờ chiều cùng ngày Chủ nhật tại Kim Sơn Bel Air, đó là một cái buổi hội thảo của một chủ đề rất là đặc sắc, cái nét mà cũng là cái chủ đề của cái buổi hội thảo, đó là tiếng nói tự do dân chủ cho tại Việt Nam. Và đây là một buổi hội thảo cũng có những người diễn giả từ xa đến rất đặc biệt, thì con mời thầy cũng giới thiệu một chút những người diễn giả trong buổi hội thảo buổi chiều. Thưa vị, chúng ta có 2 vị diễn giả, đúng ra là chúng ta có 4 vị diễn giả và chúng tôi cũng là một trong những vị phụ trách để trình bày trong chương trình, nhưng mà đây là một buổi hội thảo do Phòng Thông tin Phật Quốc gia, Phật giáo quốc tế và Tổng vụ Truyền thông với Hội đồng Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ phối hợp tổ chức. Thì thưa quý vị, trước nhất là chúng ta có lời phát biểu của một vị dân biểu Âu Châu, nhưng mà vị này chuyên về Internet và tự do ngôn luận ở trên thế giới. Và chúng ta cũng có một nhân vật, đó là cô Ireland, đến từ Washington DC. Cô là một trong những chuyên gia của Freedom House. Đây là một người mà có thể nói rằng rất là đáng tin cậy, bởi vì cô bám rất sát chi tiết về những người blogger ở tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì có cơ sở quê mẹ, giáo sư Võ Văn Ái của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người. Nói tóm lại là thưa quý vị, chúng ta sẽ có được nghe và những người mà tương đối là họ đã bỏ rất nhiều thời giờ tâm trí để sưu tầm, để tìm hiểu và đưa ra cho chúng ta một cái tập tài liệu rất là đáng giá. Tập tài liệu này bằng Việt ngữ và Anh ngữ sẽ gửi đến quý vị, ở trong đó cho chúng ta một cái hình ảnh rất là rõ nét về những người blogger ở Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Chúng tôi rất là mong là quý đồng hương đồng bào Phật tử sẽ đến để tham dự đại lễ Phật Đản. Chúng ta kỷ niệm sự ra đời của một bậc xuất trần thượng sĩ. Ngài đã đến với cuộc đời là một vị hoàng tử trong đời sống vương giả, nhưng Ngài từ bỏ tất cả bằng một cái nghị lực và ý chí phi thường. Ngài đã trở thành một bậc đại giác, và cái sự nghiệp tinh thần của Ngài để lại cho thế gian này quả thật là vĩ đại. Nó đã tồn tại, sự nghiệp đó đã tồn tại trong lịch sử nhân loại xuyên hơn 25 thế kỷ vừa qua. Và chúng ta cũng có được một cái buổi lễ tưởng niệm Hòa Thượng Thích Quảng Đức thì bị Pháp thiêu thân 50 năm qua. Cho dù chúng ta đứng từ bất cứ cái góc cạnh nào, quan điểm chúng ta ra sao, nhưng mà điều rất cần để chúng ta có thể chiêm nghiệm lại một bài học lịch sử. Và buổi hội thảo buổi chiều ở tại nhà hàng Kim Sơn. Và về điểm này thì thưa quý vị, Hòa Thượng Huyền Việt, Ngài là vị tôn túc của chúng tôi ở tại địa phương này, Ngài đã tận lực rất là nhiều để làm sao buổi lễ nó là một lễ kết hợp tổ chức giữa các ngôi chùa ở địa phương, nhất là chùa Liên Hoa và chùa Pháp Luân. Đây không phải là buổi lễ riêng chùa Pháp Luân mà lễ của giáo hội, do vậy tất cả các chùa đều cùng nhau để thực hiện. Có thể là rất là cần thiết để Ngài có một vài lời kêu gọi với tất cả chúng ta. Vâng, cảm ơn thầy. Dạ. Thì cũng con cũng hỏi thầy luôn, thưa thầy, thì có lẽ là giáo hội cũng nhiều cái hoạt động, nhưng mà có lẽ là nhiều người cũng hơi nói là có phải chăng là giáo hội đang ngoài vấn đề gọi là Phật sự ra, còn tham gia vào một số những cái chủ đề nó khá là chính trị, có nghĩa là làm luôn chính trị không, thưa thầy? Trong cái con mời thầy có một vài cái quan điểm mà nói là coi như là bên giáo hội bây giờ là làm chính trị nữa thì không đúng là cái tư cách của bên là mình là tôn giáo, thưa thầy. Dạ, hiểu. Thầy thì kính anh Quốc Bình, kính thưa toàn thể chư vị, chúng ta biết là giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là giáo hội dân lập,
và truyền thừa lịch sử Phật giáo trên 2.000 năm trong cái tổng thể là lịch sử hơn 4.000 năm văn hiến của đất nước Việt Nam. Và vì là sống trong dân vì dân, cho nên khi dân khổ thì giáo hội không lẽ dân khổ là giáo hội lại đứng về phía giặc, đứng về phía kẻ bán nước cầu vinh để nói tiếng nói của bán nước cầu vinh giống như mà giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức là giáo hội quốc danh bây giờ. Cho nên trong cái thế của giáo hội, vì giáo hội cũng là cái người bị cướp, cái người bị trù dập, giáo hội mất cái quyền, đặc biệt là cái quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Do vậy đứng về phía dân tức là chịu cái khổ bị cướp đoạt, bị tước đoạt hết cái quyền hạn. Cho nên giáo hội cũng là nạn nhân vậy. Cho nên khi là nạn nhân thì mình phải tranh đấu để đòi hỏi. Mình đòi hỏi là vì mình bị cướp, bị tước đoạt cho nên đòi hỏi. Và hơn thế nữa, còn đòi hỏi cho dân nữa. Do vậy giáo hội không quan tâm về cái chuyện chính trị hay không chính trị, mà bây giờ bị cướp thì phải chống chế, bị tước đoạt, phải đòi hỏi. Và cái quyền tự do, nhân quyền đó là tự do thiêng liêng chứ không phải tự do ban cho. Do vậy nếu mà chúng ta sống ở đất nước tự do giống như ở đây thì đâu có khi nào mình xuống đường biểu tình đòi hỏi gì, mà chẳng vậy mà hiến pháp quy định là chính quyền và tôn giáo là hai, chứ không phải chính quyền xem vào tôn giáo và tôn giáo xem vào chính quyền. Trong khi đất nước Việt Nam thì chính quyền đã xem 100%, thậm chí đến cái thùng phước sương ở trong chùa, nhờ các cái cơ quan công quyền ở các địa phương cũng giành lấy cái thùng phước sương đó, và người tới cúng dường họ biết cái thùng đó là thùng của nhà nước, cho nên họ không họ biết họ không bao giờ bỏ vào thùng phước sương đó, chẳng hạn như vậy. Như vậy thì giáo hội không phải là đi làm chính trị, mà giáo hội chỉ đòi hỏi là cái quyền của người dân, và trong đó cái quyền tự do tôn giáo. Và chẳng vậy, giáo hội còn đứng đại diện tiếng nói của dân, vì dân tiếng nói của dân mà không có những vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo đại diện cho họ, không có tiếng nói bất khuất như đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, hoặc là linh mục Nguyễn Văn Lý, vân vân. Tất cả những người đó chỉ đòi hỏi cái bị đánh bắt, và đòi hỏi bằng cái bất bạo động chứ không phải bằng bạo động để cướp chính quyền. Vâng, con cảm ơn thầy. Cũng như kính thưa quý vị, chúng tôi cũng hết giờ rồi, nhưng mà cũng có mời quý thầy cũng có một vài lời cùng tâm tình quý vị khán giả. Thứ nhất là một cái chương trình cũng hơi gọi là dày đặc của chủ nhật này, thì con mời thầy Thích Nhất Đẳng thưa thầy. Xin cảm ơn Quốc Bình và xin cảm ơn ân đại biểu quen đã cho chúng tôi có dịp tiếp xúc với quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, đại lễ Phật Đản có lẽ là một đại lễ mà chúng ta năm nào cũng có, năm nào cũng tổ chức. Nhưng mà ở mỗi một năm thì thưa quý vị, tuổi đời chúng ta lại khác đi, và chúng ta sống ở trong những cái tâm trạng khác nhau. Trong những cái sự biến thiên thay đổi của lòng người, của lịch sử, có những giờ phút chúng ta sống trong thanh tịnh để cảm nhận sự ra đời và ý nghĩa sự xuất hiện của Đức Phật. Điều đó mang lại cho chúng ta những lời lạc rất lớn. Chúng tôi xin được thay lời của Hòa Thượng Người Việt cùng tất cả chư vị trong ban tổ chức được kính mời toàn thể quý đồng hương, quý Phật tử vân tập về chùa vào cuối tuần này để chúng ta cùng nhau thắp nén tâm hương cúng dường lên Đức Phật nhân kỷ niệm sự ra đời của Ngài. Vâng, cảm ơn thầy. Thưa thầy, con hỏi câu hỏi chót với lại Hòa Thượng là nếu mà quý vị mà lỡ mà phải chọn một trong ba sự kiện đi thì thầy nghĩ là sự kiện nào quan trọng nhất để đi trong mùa Khánh Đản năm nay thưa thầy? Dạ, chắc chắn là đại lễ Phật Đản lúc 10 giờ rưỡi. Vì 10 giờ rưỡi buổi sáng vẫn còn không khí nó còn dễ dàng, và đồng thời đại lễ Phật Đản thì mình phải đi cái đại lễ Phật Đản, còn những cái phần khác nếu được. Và dĩ nhiên đặc biệt là những người trẻ hay những người quan tâm đến thời sự thì không thể bỏ qua cái hội thảo lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn. Vâng, con cảm thầy. Và kính thưa quý vị, có lẽ là đời thường thì chúng tôi cũng nghĩ là cái buổi hội thảo 5 giờ chiều đó nó đặc biệt và nó phải cần tất cả mọi người tham dự đó, kính thưa quý vị. Và cũng mong là quý vị cũng dành một chút thời gian đến với lại đại lễ Phật Đản 10 giờ sáng chủ nhật ngày mùng 9 tháng 6, và khoảng 12:30 là một cái buổi kỷ niệm 50 năm ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, và 5 giờ chiều cùng ngày tại Kim Sơn ở Bel Air là một chương trình hội thảo tự do tiếng nói tự do dân chủ tại Việt Nam với nhiều diễn giả đến từ Freedom House và bên Bộ Ủy ban về Internet của Quốc hội Âu Châu, và cũng như là có cô Ý Lan và giáo sư Võ Văn Ái cũng từ xa đến với thành phố Houston. Và xin trân trọng kính mời quý vị dành thời gian đến với chủ nhật này, và con kính cảm ơn quý thầy đến với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.